Tỷ phú Lý Gia Thành muốn nhìn thấu nhân phẩm của một người chỉ cần nhìn vào một thứ biết hết câu chuyện kể thứ nhất của tỷ phú Lý Gia Thành. Cuối tuần, tôi đang ngồi đọc sách trong thư phòng thì đột nhiên nhận được điện thoại của chị họ. Trong điện thoại, giọng chị hốt hoảng, mau đến đây đi, xảy ra chuyện chết người rồi. Gác ngay điện thoại, tôi không lập tức lao đi mà uống một ngụm trà, bất lực thở một tiếng dài thường thượt. Từ cách đây 2 năm, khi chị họ thuê một cửa hàng ngay ngoài cổng khu dân cư nhà tôi làm ăn buôn bán kinh doanh, cái gọi là tình huống khẩn cấp cứ liên tiếp xảy ra. Thế nhưng lần nào cũng chỉ là giúp chị giải quyết vài chuyện vặt vãnh. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ cửa hàng đó là do chị họ tôi cùng với một người đồng hương hùn vốn vào mở chung. Ban đầu, hai người hợp tác khá ăn ý, việc gì cũng thương lượng bàn bạc thấu tình đạt lý với nhau. Thế nhưng thời gian lâu dần, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Phàm là có liên quan đến một chút ít lợi ích, hai người lập tức phát sinh cãi vã, chẳng ai chịu nhường ai, không ai chấp nhận thua thiệt về mình. Khi cả hai bên đã rơi vào trạng thái chẳng thể nói thêm gì với nhau, họ lại gọi tôi ra phân giải, hết lần này đến lần khác, và lần này cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân sự tình là bởi buổi trưa đông khách, mỗi người phải tiếp đón hơn chục khách hàng, doanh thu không ít. Vốn dĩ cả hai đều rất hào hứng nhưng đến lúc rảnh tay, kiểm tra lại hóa đơn thấy thiếu mất 50 nhân dân tệ khoảng 160.000 đồng tiền Việt. Chỉ có vậy, trong tích tắc cả hai đã dối cả lên, người này nói người kia tính nhầm 50 nhân dân tệ cho khách họ cứ thế thôi chẳng ai nhường ai tranh cãi ầm ĩ lời qua tiếng lại những lời nói khó nghe mỗi lúc một nhiều cuối cùng không kiềm chế được hai bên còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân gây xô sát với nhau chị họ tôi xé rách quần áo của đối phương người đồng hương cũng chẳng vừa túm tóc chị tôi giật mạnh lần này tôi chẳng nói gì ngoài việc đề nghị cả hai giải tán trên thực tế khi xảy ra tranh chấp lợi ích nếu cả hai đều là người hẹp hòi ích kỷ cá nhân chỉ biết nghĩ từ góc độ của bản thân, lo mình bị thiệt mà không nghĩ tới cảm xúc của người khác, một đối tác như vậy sớm muộn cũng giải tán, giải tán sớm thực sự là lựa chọn tốt nhất. Trong cuộc sống này, ai cũng có suy nghĩ tính toán vì lợi ích cá nhân, ai cũng mong mình đạt được lợi ích lớn nhất, đó là lẽ thường tình. Nhưng đứng trước lợi ích vẫn giữ bản thân không lung lay, giữ vững phẩm đức làm người, duy trì giới hạn của đạo đức, đó mới là điểm sáng thực sự của nhân phẩm. Tôi vẫn còn nhớ mẹ tôi và một cô bạn chơi với nhau rất thân, cô ấy rất khéo mỗi lời cô nói ra đều khiến người khác cảm thấy dễ chịu tôi và mẹ đều rất thích cô nhưng về sau họ không qua lại nữa tôi hỏi mẹ sao cô ấy không đến chơi nữa mẹ kể cho tôi nghe một câu chuyện nhỏ trong một lần đi mua sắm cả hai mua một túi hoa quả lớn đem về nhà rồi mới chia về sau mẹ tôi đến nhà cô lấy mới phát hiện cô giữ lại tất cả những quả to đẹp cho mình và gói cho mẹ tôi tất cả những quả xấu Cô cho rằng mẹ tôi sẽ không biết song thực ra người tinh mắt chỉ cần nhìn là biết. Sau lần đó, mẹ tôi còn phát hiện thêm một vài việc nữa mà qua đó, bà nhận thấy chỉ cần có xung đột lợi ích với ai, cô đều phải dành phần hơn bằng mọi giá. Mẹ tôi không nói ra, nhưng bà cho rằng kết giao với người như vậy không có ý nghĩa gì nên cả hai không qua lại như trước nữa. Khi đó, mẹ có nói với tôi một câu mà cho đến giờ tôi vẫn nhớ, muốn nhìn thấu nhân phẩm của một người, chỉ cần quan sát thời điểm họ và con có xung đột về lợi ích là đủ. Khi bạn và người khác đang đứng trước sự xung đột về lợi ích, đặc biệt là khi lợi ích bị hao tổn, phản ứng của họ sẽ thể hiện rõ nhất nhân phẩm trong con người đó. Ở tuổi 84, tỷ phú giàu nhất châu Á Lý Gia Thành đưa ra 17 lời khuyên dành cho tất cả phụ nữ. 1. Hãy nghĩ ra cách kiếm tiền như thế nào chứ không phải tiết kiệm tiền như thế nào. 2. Có buồn chán đến mấy cũng đừng lớn tiếng kêu than, phải giữ được sự bình tĩnh. 3. Khi cực kỳ thích một thứ gì đó, hãy tự nỗ lực kiếm tiền mà mua. 4. Nói ít làm nhiều, nếu có thể thì đừng ngồi, vận động thích hợp hơn. 5. Không nên nghĩ rằng chỉ cần tìm được một người đàn ông nhiều tiền thì cái gì cũng có. 6. Nếu bạn không thích công việc hiện tại hãy thay đổi nó, còn không hãy im lặng mà làm, đừng phàn nàn. 7. Khi hiểu rõ một vấn đề, bạn hãy mạnh dạn từ bỏ. 8. Có thể không đồng thuận, nhưng cần có sự tôn trọng. 9. Khi chưa đưa ra được quyết định, hãy để thời gian giúp bạn, nếu không có cách nào quyết định hãy làm rồi mới nói, bằng lòng với sai lầm, không được oán hận. 10. Nhất định phải là một người phụ nữ có giáo dục. 11. Cần xinh đẹp, nhưng lại càng cần có khí chất. 12. Khi bị phản bội, hãy học cách khoan dung với người khác, nếu giúp được ai thì hãy giúp, nhất định không dồn họ vào chân tường, mặc dù làm được điều này là rất khó. 13. Không nên giữ thủ oán trong tâm, nếu có thể không gây tổn thương cho người khác thì đừng gây, không ai ở với ai cả cuộc đời, một số việc không nên giữ trong lòng. 14. Tiền rất quan trọng, nhưng bạn không được phép dựa vào đàn ông hoặc bố mẹ. 15. Không quá đề cao khả năng của mình trước tập thể, bởi khi rời xa, bạn sẽ phát hiện ra không có bạn mặt trời vẫn chiếu soi bình thường. 16. Sự việc đã qua trong quá khứ hãy cho nó trôi qua, nhất định phải bỏ qua. 17. Cho dù bạn mất đi tất cả cũng không được để mất đi nụ cười. Tâm thái của bạn quyết định tất cả.